Lượt thua con tay, xin ngay quà khủng, quay số trúng thưởng với tỷ lệ cực cao. Giải nhất 40 xe MT15, giải nhì 120 laptop Acer Nitro 5 cùng hàng ngàn điện thoại Samsung Galaxy, hỗ trợ ngay 1.500.000 đồng phí trước bạ khi mua xe. Rất tự tin, sải bước đi theo chị Tường, tại vì rất là tin tưởng chị Tường. Mặc dù là bịt mắt nhưng bạn ấy đi rất là hào hùng, bởi vì bạn ấy sắp sửa gặp được một người đẹp đó. Bởi ai cũng tin tưởng tôi hết trơn á. Có lên cái dốc xíu nè em. Đó, rồi lên luôn. Qua bên đây. Ghế đây. Vô luôn. Ghế trong, còn một ghế nữa. Đó, ghế bên này. Ngồi xuống. Ok. Bạn nữ trước mặt em luôn. Chào bạn. Em chào anh. Mình bắt tay cái giao hảo trước đi. Đó. Bắt tay lố quá vậy cưng. Rồi, thôi bây giờ hai em có thể mở mặt nạ ra được rồi đó. Nãy giờ bạn trai bị bịt mắt hơi lâu rồi, tội nghiệp. Đẹp trai, đẹp gái rồi, đó. Bây giờ chị sẽ dành cho hai bạn 15 phút để hai bạn tâm sự với nhau ha. Chị đã làm theo lời yêu cầu của em và một phát ăn ngay. Hai bạn sơ bộ có rất là nhiều điểm trùng khớp, trùng tuổi, cùng đang đi học, vừa đi làm. Bạn nào cũng giỏi giang như nhau cả. Rồi hai bạn cứ nói chuyện với nhau đi, rồi có trở ngại gì hay cần gì chị giúp đỡ thì chị sẽ vào. Chị qua bàn kế bên chị ngồi, chị chờ đợi thông tin hai đứa nha. Tự tin lên nha cưng. Rồi, tạm biệt hai em. Anh tên gì? Mình là Thiều, Nguyễn Ngọc Thiều. Thiều, anh Thiều. Thôi đừng có xưng anh, em cũng bằng bạn. Tuổi 21 tuổi. Dạ. Em là Lành. Chào Lành. Ủa mà anh quê ở đâu? Mình quê Ninh Thuận. Dạ, Ninh Thuận có gần Đắk Lắk không? Cũng cách khoảng 6 tiếng đi xe. 6 tiếng. Cũng không xa, cũng không gần. Nên nếu có điều kiện thì anh có thể một lần lên quê em chơi. Nhưng mình có từng ghé ngang Đắk Lắk đi qua Đắk Lắk một lần. Nãy ngồi bên đó thì con thấy bên đây cũng đang quay phim, nghĩ là thôi chắc mọi người đang quay phim gì đó. Cũng bên là bên làm thêm ở bên về mảng nghệ thuật chụp hình đó. Chụp hình. Nên là cũng nghĩ thôi mình cũng quay phim này nọ. Thôi. Tại ở dưới quận 9 á, em cũng có một đám bạn chơi chung với nhau, là cũng có chụp hình, kiểu như là rảnh rỗi hoặc là thế này thế kia mình đi chụp hình, kiểu đi giao lưu với lại mấy anh mấy chị hay chụp cho mấy cái nghệ sĩ mẫu model đồ này kia rồi vậy. Cũng có chung sở thích. Anh có hay hát không? Không, mình hát dở. Dở lắm à? Em cũng hát dở lắm. Mình có hay hát thì hát dở. Hello, sao đi theo anh hả? Dạ. Anh ruột hả? Anh họ hình nhưng mà thân hơn cả anh ruột luôn. Thân hơn cả anh ruột. Dạ. Cưng nhiêu tuổi? Dạ, em 16 tuổi. 16 tuổi. Dạ. Rồi thấy anh đi qua đây lo lắng sợ chị Tường bắt cóc hay sao đi theo vậy? Dạ. Nè, tiết lộ bí mật nha. Dạ. Có bạn gái chưa? Ảnh á. Còn độc thân, vô tính. Chắc không? Chắc. Vậy lúc rảnh rồi anh làm gì? Dạ, hay nhắn tin. Nhắn tin với ai? Mấy chị nào đó nhưng mà không biết là được hay không. Nhắn tin với cái chị nào đó trên mạng à? Dạ không, cũng quen là do qua mấy cái vụ mà chụp ảnh, đi chụp ảnh đồ. Vậy là đào qua. Dạ. Cũng xung quanh có nhiều phụ nữ. Dạ. Có nhiều cô gái. Dạ, lớp em cũng có mấy đứa để ý. Lớp em 16 tuổi cũng có mấy đứa để ý luôn. Dạ có. Trời ơi, nhưng mà ảnh chưa chọn ai chính thức hết. Chưa chọn chính thức hết chưa. Hay là ảnh chọn rồi mà em không biết? Có thể anh giấu lắm. Anh giấu lắm hả? Vậy sao là thân lắm? Dạ thân lắm mà có môi cũng đâu môi được. Đè ra đánh cũng không xong. Em nhìn xa em thấy chị đó không? Dạ thấy. Thấy chị sao? Dạ thấy chị là bình thường nhưng mà cũng có cái duyên ngầm. Có cái duyên ngầm, trời ơi trời. Nếu mà được thì là tới năm sau em có double tiền lì xì. Bản thân em nghĩ bao nhiêu tuổi em mới lấy vợ? Dạ em là nhiều cũng được hết á, có được rồi. Miễn đời sống ổn định, đời sống ổn định, nhà có xe hơi để cho chở vợ đi, không bị trời mưa được. Trời ơi, có xe hơi chở vợ đi. Rồi bây giờ em nói cái gì một câu với ủng hộ tinh thần anh mình đi nè. Nhìn vô, nhìn thẳng vô, đây nè, nhìn đây, nhìn vô máy này. Nói gì với anh đi. Anh Hiếu, cố gắng lên, thịnh tin anh Hiếu nha. Thịnh biết trước giờ là anh Hiếu là trải qua nhiều đời rồi, nhưng mà đời này là phải giữ, đừng có bỏ nhé.
Trời ơi, anh Thiều trải qua nhiều đời rồi. Ừ, đời này phải giữ nhá, cố lên. Cảm ơn em. Dạ.